10. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Trong khi ta đang khảo sát các hiện tượng trong 50 ấm ma, có thể có 500 loại ấm ma hiện đến. Thế nên các ông nên mở rộng cửa để mời nó đến quấy phá mình. Dù là ma, nó cũng hỗ trợ cho công phu của mình trong chiều hướng nghịch. Nó sẽ khảo nghiệm xem thử chí nguyện ông có kiên định hay không. Nếu đạo tâm ông thật sự kiên cố, thì dù có cả ngàn loại thiên ma cũng không thể nào làm cho ông xao động. Vạn loại thiên ma cũng không làm cho ông thối thất. Ông sẽ không còn sợ hãi điều gì hết, vì ông không mong cầu điều gì cả. Nên có câu, đáo vô cầu, xứ tiện vô ưu. Nghĩa là tâm đạt đến chỗ không mong cầu thì chẳng còn phải lo ngại điều gì nữa cả. Do ông không mong cầu điều gì nữa, nên ông không sợ hãi điều gì cả. Thông thường người ta sợ hãi điều gì? Một số người sợ ma vì những hình thù quái dị của nó. Họ biết rằng một số người hóa thành ma sau khi chết đi, chẳng có ai sợ hãi các vị thần, mặc dù có những vị như thần Kim Cang, có hình thù rất dữ dằn. Khổng Tử từng nói, kính quỷ thần nhi viễn chi. Các ông nên hết sức kính trọng quỷ thần, nhưng đừng tiếp cận với họ. Các ông chẳng nên sợ hãi cả quỷ lẫn thần. Cũng chẳng nên sợ ma, nó chỉ là một loại đến để khảo nghiệm ông trong công phu tu tập thôi. Nếu ông sợ nó, thì nó sẽ đến dù ông không mong mỏi. Bí quyết là ở chỗ không sợ. Nếu ông không sợ, thì ông là người chân chánh, và ông có thể hàng phục tất cả. Ma quỷ đều sợ những người chân chánh. Nếu ông được như vậy, thì ma sẽ dần dần bị chinh phục, và rồi sẽ khấu đầu đảnh lễ ông. 11. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 21 tháng 5 năm 1989. Hòa thượng, thiện xảo ở đây hoàn toàn không phải là phương tiện thông thường, thiết thực. Phương tiện thiết thực là một phương pháp thông dụng. Phương tiện thiện xảo mà hành giả có ở đây rất tài tình, vi diệu và không thể dò tìm ra dấu vết được, vì hành giả đã vận dụng nó một cách rất tuyệt diệu. Ông không thể cho rằng những điều ông đã nghe chỉ đơn thuần là phương tiện. Đệ tử, phải chăng hành giả mong cầu phương tiện thiện xảo là để giáo hóa chúng sanh? Hòa thượng, không chỉ trong việc giáo hóa mà trong tất cả mọi phương diện khác, hành giả đều có trí huệ thiện xảo này. Những phương pháp thông thường thiết thực nhất đều có thể được mọi người nhận ra, nhưng loại phương tiện thiện xảo đề cập ở đây không dễ gì được nhận ra ngay bởi người khác, vì hành giả đề cập tới nó một cách rất hợp lý và tài tình. Ông không thể nào tìm thấy ra chút lỗi lầm nơi lời nói của họ. 12. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng tháng Giêng năm 1983. Ma được dịp thuận tiện. Đó là nó nắm được cơ hội do hành giả mở cửa khi móng khởi tâm mong cầu. Chẳng phải dễ gì hiểu được ý thú của kinh. Các ông có thể lầm lạc chút xíu ngay trong kiến giải của riêng mình. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。